Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự 16 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Được khởi công xây dựng từ năm 2011, dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh đánh dấu sự khởi đầu hợp tác giữa tỉnh Vĩnh Phúc với cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA về dự án cải thiện môi trường đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình triển khai, thi công dự án gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự hợp tác của thành phố Hà Nội Đến nay, dự án đã hoàn thành và chính thức được thông xe vào tháng 5 năm 2016. Dự án đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc làm chủ đầu tư. Đây là tuyến đường mới kết nối giao thông giữa tỉnh Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội với tổng chiều dài toàn tuyến gần 15 km. Trong đó, đoạn đi qua địa phận Vĩnh Phúc là 3 km và đoạn đi qua địa phận thành phố Hà Nội gần 12 km. Điểm đầu của tuyến đường giao với quốc lộ 2A và điểm cuối giao với đường cao tốc Thăng Long Nội Bài. Đường trục trung tâm khu đô thị mới Mê Linh được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc là 80 km h Tổng mức đầu tư của dự án giai đoạn 1 hơn 2.330 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA chiếm 42%, còn lại là vốn đối ứng của hai địa phương tỉnh vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội. Đơn vị thầu chính của dự án là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng POSCO ENC Hàn Quốc và 13 nhà thầu phụ. Sau khi con đường này hoàn thành, thì nó đã tạo ra một cái hành lang giao thông nhằm kéo gần cái khoảng cách giữa tỉnh Vĩnh Phúc với thủ đô Hà Nội tạo điều kiện để phát triển tạo điều kiện để tận dụng các cái cơ hội phát triển của cả hai địa phương tạo ra một sự liên kết vùng giữa các khu cụm công nghiệp trên địa bàn hai địa phương như là khu công nghiệp Bắc Thăng Long Nội Bài, khu công nghiệp Mê Linh, các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc như là khu công nghiệp Bình Xuyên, Bá Thiện, Hai Quang tạo ra những cái cơ hội để phát triển du lịch, dịch vụ ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. tôi cho rằng việc mà hoàn thành cái con đường này giai đoạn 1 và tới đây chúng ta có thể triển khai được giai đoạn 2 sẽ tạo cơ hội cho uh, cái việc mở rộng không gian phát triển cái đô thị Vĩnh Phúc uh, trong giai đoạn 2016 2020 và định hướng đến năm 2030. Khó khăn lớn nhất trong quá trình thực hiện dự án là vấn đề giải phóng mặt bằng, người dân trên địa bàn huyện Mê Linh và huyện Đông Anh thành phố Hà Nội không thống nhất phương án đền bù dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Việc chậm trễ bàn giao mặt bằng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công và kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và sự phối hợp của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, những khó khăn đã dần được tháo gỡ trong 2 năm 2014-2015, gần 70% khối lượng còn lại của dự án đã được hoàn thành, đáp ứng được tiến độ theo đúng cam kết và thời gian thực hiện hiệp định vay vốn ODA. Thì với cái sự chỉ đạo quyết liệt và sự quan tâm rất là là sát sao của lãnh đạo của tỉnh của chủ đầu tư, đặc biệt là ban quản lý và đặc biệt là của phó chủ tịch thành thì, thì ông thành đã quan tâm đến cả vấn đề gỡ các vấn đề về cản trở, về chậm về phê duyệt về thiết kế rồi các cái thay đổi bởi thế mà cái, cái dự án của mình của chúng ta mình đã hoàn thành là đúng tiến độ và hoàn thành tốt. Dự án sau khi được hoàn thành không chỉ rút ngắn khoảng cách giao thông đi lại giữa tỉnh Vĩnh Phúc với thủ đô Hà Nội mà còn góp phần giảm lưu lượng phương tiện giao thông cho tuyến quốc lộ 2, đảm bảo tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 10 năm 2015 tại khu công nghiệp Bá Thiện 2, huyện Bình Xuyên, song với sự nỗ lực và quyết tâm của toàn thể cán bộ, công nhân lao động, công ty trách nhiệm hữu hạn Secodis Vina đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn Secodis Vina là doanh nghiệp 100% trăm vốn đầu tư Hàn Quốc, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thấu kính và motor cuộn rơi biến thiên VCM để phục vụ sản xuất và lắp ráp điện thoại di động. Trong quá trình sản xuất, công ty luôn ứng dụng các kỹ thuật cao trong sản xuất các linh kiện điện tử, sử dụng các trang thiết bị, máy móc hiện đại và tuyển dụng đội ngũ lao động có trình độ, chuyên môn nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng. Với nhiều giải pháp đã thực hiện, tính đến hết quý 1 năm 2016, giá trị xuất khẩu của công ty đạt trên 1,4 triệu đô la Mỹ. Công ty luôn đảm bảo mức thu nhập bình quân là 3,5 triệu đồng một người một tháng cho khoảng 700 lao động đang làm việc tại công ty đường Trần Phú là con đường đẹp của thành phố Vĩnh Yên dẫn vào khu du lịch tây thiên, Tam đảo. Đường thiết kế rộng rãi, hiện đại. Thế nhưng từ lâu nay trên con đường này thường xuyên xuất hiện tình trạng chăn thả châu bò, không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Đây là những hình ảnh phóng viên khi được trên đường Trần Phú, thành phố Vĩnh Yên đoạn qua khu đô thị Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên. giữa lòng đường tấp nập các phương tiện lưu thông nhưng người dân vô tư lùa đàn bò đi lại khinh ngang gây cản trở giao thông. Ở cách đó không xa, vườn hoa thảm cỏ trên giải phân cách cũng được người dân biến thành nơi chăn thả gia súc. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm mẩn nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông. Thiên nghĩa các cấp ngành liên quan sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng chăn thả gia súc trong thành phố để góp phần xây dựng mỹ quan đô thị xanh sạch đẹp và đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, những người ứng cử trong danh sách chính thức được công bố đều là những người xứng đáng bảo đảm tiêu chuẩn và chất lượng của người ứng cử vì đã trải qua các bước và ba vòng hiệp thương trên tinh thần dân chủ, công bằng và bình đẳng giữa những người ứng cử, không có sự phân biệt giữa những người ứng cử về giới tính, trình độ, tôn giáo, dân tộc. Giờ đây, những người ứng cử không còn là chung chung như danh sách sơ bộ những người ứng cử được lập sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai mà đã có hình ảnh, tiên tuổi, thông tin cụ thể gắn với một đơn vị bầu cử với số lượng cử tri nhất định đã được cơ quan có thẩm quyền lập và công bố. Việc bảo đảm sự công bằng đối với người ứng cử trong vận động bầu cử trước hết là đòi hỏi các cơ quan tổ chức có thẩm quyền trong việc tổ chức vận động bầu cử cho người ứng cử phải công tâm khách quan. Hơn nữa do pháp luật về bầu cử hiện nay không quy định về số lượng người ứng cử được tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trong đợt vận động bầu cử, chưa quy định về số lượng, tần suất người ứng cử được phát biểu, trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa quy định về thời lượng tiếp xúc cử tri cũng như thời lượng người ứng cử phát biểu vận động bầu cử trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy, sự công tâm khách quan của các cơ quan tổ chức có thẩm quyền tổ chức vận động bầu cử là yếu tố quan trọng bảo đảm sự công bằng cho những người ứng cử. Bên cạnh đó, các cơ quan tổ chức có thẩm quyền cần tăng cường sự giám sát, kiểm tra và kịp thời ngăn ngừa xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về vận động bầu cử, bảo đảm sự công bằng bình đẳng trong vận động bầu cử của người ứng cử là cơ hội để cử tri tìm hiểu về người mà mình sẽ lựa chọn xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân ca cấp. Tại buổi làm việc với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần tiếp tục điều hành tăng trưởng tín dụng hợp lý, cân với nâng cao chất lượng tín dụng và giảm nợ xấu, bảo đảm không tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Để đạt được điều đó, Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được ưu tiên, theo dõi chặt chẽ tín dụng bất động sản, hướng tín dụng vào phân khúc nhà ở xã hội. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành tỷ giá chủ động linh hoạt phù hợp với cung cầu ngoại tệ và diễn biến thị trường để ổn định thị trường ngoại hối, cải thiện quy mô dự trữ ngoại hối. Khi thị trường có biến động, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải có biện pháp can thiệp kịp thời, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu ngoại tệ hợp lý, hợp pháp, đi liền với hạn chế tình trạng đô la hóa, vàng hóa trong nền kinh tế tiếp tục xây dựng và triển khai đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2016-2020 gắn với xử lý nợ xấu thực chất, hiệu quả và đặt trong việc triển khai đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế. Quản lý chặt chẽ các tổ chức tín dụng yếu kém, tiếp tục khuyến khích tạo thuận lợi cho các tổ chức tín dụng sáp nhập, hợp nhất, mua lại tự nguyện, xử lý dứt điểm các tổ chức tín dụng yếu kém và vấn đề sở hữu chéo. Để xuất khẩu sang các thị trường có tính như Australia, Nhật Bản, châu Âu, Nông sản tươi cần được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ để bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Vì vậy, hiện nay công nghệ chiếu xạ thực phẩm đang có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu, tăng giá trị cho nông sản Việt Nam. Tiến sĩ Trần Chí Thành, viện trưởng năng lượng nguyên tử Việt Nam cho biết, chiếu xạ thực phẩm là công nghệ sử dụng năng lượng bức xạ ion hóa để xử lý thực phẩm nhằm nâng cao chất lượng vệ sinh và an toàn thực phẩm, làm mất khả năng sinh sản của vi sinh vật. Như vậy, sau khi chiếu xạ, các vi sinh vật gây bệnh cho người và các vi sinh vật gây hại cho thực phẩm bị loại bỏ, kéo dài thời gian bảo quản thực phẩm. Sau khi chiếu xạ, thực phẩm vẫn có thể bị nhiễm các mầm mống gây bệnh nếu các quy tắc an toàn vệ sinh không được tuân thủ. Việc đầu tư các trung tâm chiếu xạ là hướng đi tất yếu nhằm tạo thị trường ổn định cho nông sản Việt Nam. Ngày 1 tháng 5, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có công điện yêu cầu các bộ, Công an, Giao thông vận tải, Trưởng ban An toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông những ngày cuối đợt nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong các ngày cuối của dịp nghỉ lễ, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia yêu cầu các bộ liên quan và lãnh đạo các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định dừng đỗ đón trả khách không đúng nơi quy định trên các tuyến cao tốc, quốc lộ trọng điểm và các địa điểm du lịch. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tăng cường đủ phương tiện bảo đảm các điều kiện an toàn phục vụ hành khách, tạo điều kiện tốt nhất để hành khách đi xe tại bến và các điểm đón trả khách để đảm bảo quyền lợi và an toàn cho hành khách. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Chính phủ Yemen tuyên bố đã tạm ngừng đàm phán với lực lượng phiến quân Houthi nhằm phản đối việc lực lượng này chiếm giữ căn cứ quân sự Al-Amanika và tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn. Ngoại trưởng Yemen đồng thời là trưởng phái đoàn chính phủ ông Abdulmec A. Miklafi viết trên tài khoản mạng xã hội Twitter: Phái đoàn của Cộng hòa Yemen đã ngừng tham gia các cuộc hòa đàm tại Kuwait vì lực lượng phiến quân liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và chiếm giữ căn cứ A. Amalika. Ông A. Milafi nhấn mạnh sự trì hoãn sẽ kéo dài cho đến khi việc tuân thủ lệnh ngừng bắn được đảm bảo và phiến quân rút khỏi căn cứ trên. Phái đoàn chính phủ Yemen cũng kêu gọi Liên hợp quốc. Kuwait và những quốc gia vùng vị khác ủng hộ tiến trình hòa bình, hãy gây áp lực buộc bên kia phải tuân thủ các điều kiện hòa bình. Tư lệnh lực lượng tổ chức hiệp ước bất đại tây dương NATO ở châu Âu, tướng Philip Briskov cho rằng Mỹ có quá ít công cụ tình báo để có thể theo dõi các mối đe dọa từ Nga. Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu, tướng Philip Briskov cho biết, chúng tôi thấy rằng Nga đã chọn đối đầu quân sự thay vì chọn mối quan hệ đối tác đối với NATO. Do đó chúng ta phải xác định lại mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới, Tướng Bridlov kêu gọi NATO và Mỹ tăng số lượng các nguồn lực tình báo kỹ thuật, đặc biệt là vệ tinh do thám để giám sát các hành động của Nga và các trung tâm huấn luyện khủng bố trên khắp thế giới. Tư lệnh lực lượng NATO ở châu Âu đặc biệt lưu ý việc giám sát các mối đe dọa từ Nga. Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Wood sau đó cũng đã xác nhận kế hoạch triển khai thêm 4.000 binh sĩ đến Ba Lan và ba nước Baltic sát biên giới với Nga. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết ông muốn chứng kiến các mối quan hệ Trung-Nhật trở lại quỹ đạo bình thường. Trong buổi tiếp Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida tại thủ đô Bắc Kinh, ông Lý Khắc Cường xác nhận đã có những dấu hiệu cải thiện quan hệ song phương, song chúng chưa đủ mạnh. Ông bày tỏ tôi hy vọng cả hai bên nâng cao ý thức trách nhiệm, duy trì đà cải thiện hiện nay và thực hiện nhiệm vụ đưa quan hệ song phương trở lại quỹ đạo bình thường. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Nhật Bản không truyền bá thuyết mối đe dọa Trung Quốc. Trước đó, ông Vương Nghị đã có cuộc hội đàm với ông Kishida và hai bên nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ song phương. Một cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào ngày 26 tháng 6 tới tại Tây Ban Nha cũng không thể giải quyết được bế tắc chính trị. Trước đó không đảng nào tại Tây Ban Nha giành được đa số ghế trong quốc hội gồm 350 thành viên và kể từ đó đến nay không đảng nào có khả năng tập hợp được sự ủng hộ để có thể đứng ra thành lập chính phủ mới. Theo khảo sát của tờ EPI, Đảng Nhân dân của quyền Thủ tướng Mariano Rajoy sẽ vẫn giành chiến thắng với 29% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử sắp tới, so với mức 28,7% trong cuộc bầu cử tháng 12 năm 2015. Đảng xã hội về thứ hai với 20,3% số phiếu, giảm so với mức 22%. Trong khi đảng chống các biện pháp thất lưng buộc bụng, Podemos sẽ về thứ ba với 18,1% số phiếu bầu. Chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Vĩ Phúc xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra ngày 22 tháng 5 năm 2016 bầu cử đại biểu quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 là quyền và nghĩa vụ của công dân. cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử là trực tiếp góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân vì nhân dân, sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước thi đua lập thành tích chào mừng ngày bầu cử đại biểu quốc khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.